Người em kết nghĩa đặc biệt của Minh Thuận. Dù không phải ruột thịt, nhưng ca sĩ Hữu Bình đã luôn ở bên cạnh Minh Thuận suốt những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời. Hữu Bình chính là người đồng nghiệp đặc biệt nhất của ca sĩ Minh Thuận. Suốt những ngày qua, người nghệ sĩ có vóc dáng nhỏ bé này đã luôn túc trực tại nhà riêng của giọng ca Tình Thơ để hỗ trợ gia đình Minh Thuận tổ chức tang lễ và tiếp khách. Trước đó, Hữu Bình và Minh Thuận đã có thời gian dài gắn bó thân thiết như ruột thịt. Họ nhận nhau là anh em kết nghĩa, thường xuyên chia sẻ với nhau những buồn vui trong công việc cuộc sống. Và Hữu Bình cũng là người được Minh Thuận lựa chọn số 1 để tham gia cùng anh trong những game show truyền hình. Ở thời điểm Minh Thuận đang điều trị bằng thuốc nam tại một ngôi chùa ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hữu Bình đã luôn có mặt để thăm hỏi, sẵn sàng đút cháo xoa bóp tay chân mỗi khi nam ca sĩ mệt mỏi. Đến khi bệnh tình Minh Thuận có chuyển biến xấu và được đưa vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi, thì chính Hữu Bình cùng anh Cường, quản lý của Minh Thuận, tiếp tục ở bên cạnh để chăm sóc động viên nam ca sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, cũng như cập nhật những thông tin chính xác nhất đến đồng nghiệp và công chúng. Dù rất hụt hẫng và bối rối khi Minh Thuận tạm biệt cõi đời, song suốt tang lễ của người tri kỷ, Hữu Bình đã giấu nỗi đau vào lòng để chạy ngược chạy xuôi để tiếp đón các đoàn nghệ sĩ đến thăm viếng và lo những việc nhỏ nhặt nhất. Trong đêm nhạc tiễn biệt Minh Thuận, Hữu Bình đã rất nhiều lần lặng người khi nghe những giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian đầy u buồn. Nhưng anh không òa khóc mà cố giữ bình tĩnh để cùng bạn bè người thân Minh Thuận chu toàn mọi việc ở đêm cuối. Ngày Minh Thuận về nơi an nghỉ cuối cùng, Hữu Bình chủ động đeo kính đội mũ để che giấu những giọt nước mắt trực rơi trên khuôn mặt đầy buồn bã. Nhưng dù gắng gượng kìm nén cảm xúc đến mức nào thì nhiều người vẫn nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Hữu Bình khi vẫy tay chào tạm biệt người tri kỷ luôn kính trọng thương mến. Và sau tất cả, có lẽ Minh Thuận đang rất yên lòng vì có một người em luôn sẵn lòng bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!